Tập 113. Giết hết bọn chúng. Chà, nhưng mà nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Ngươi có thể đi đến nơi này, không một kẻ nào không dựa vào giết chóc. Lão tử giết ngươi trước. Đây là khảo nghiệm. Là khảo nghiệm sát lục chi đồ dành cho chúng ta. Giết hắn. Giết. Giết hắn. Giết. Giết hắn. Giết hắn. Màu đen. Hồn vuốt. Hồn vuốt thứ tư. Làm ngần đột hướng trận. Mức độ sắc bén lại không thua kém mắt chu hồn cốt. Đây là uy lực của Lam Ngân Hoàng sao? Con không được tha cho bọn chúng. Nhớ kỹ, tiến vào sát lục chi đô, con chỉ có thể dựa vào chính mình. Đánh bại tất cả những kẻ có thể uy hiếp đến con. Thắng được quán quân của địa ngục sát lục trường hàng năm, con sống ra ngoài. Đây chính là thí luyện lần này. Sát lục chi đô, phải không? Cha, con nhất định sẽ làm được. Thế giới này chống không? Lẽ nào? Lối vào của sát lục chi đô có lẽ là ở ngay đây thôi. Con đường này thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng không có cách nào xuyên thấu. Hoan nghênh tiến vào sát lục chi đô. Đây là nơi này là đô thành của địa ngục. Ngươi có thể ở đây. Ngươi có thể ở đây thu hoạch được thứ mình muốn. Mọi thứ. Kaka, cái giá phải trả chính là mạng sống của ngươi. Tổ cục ma độc. Dừng lại. Ta là kỵ sĩ khủng bố Scott. Ngươi đã làm trái quy tắc, đánh bại ta. Ngươi mới có tư cách tiến vào sát lục chi đô. Vậy ta sẽ làm như người mong muốn.
không thể dùng hồn kỹ. Xem ra đây chính là nguyên nhân cha phong ấn hồn lục của ta khi tu luyện. Người thông qua rồi. Không thể sử dụng hồn kỹ ở sát lục chi đồng. Ta tới rồi. Chào mừng đã đến sát lục chi đô. Ta là người dẫn đường của ngài. Trong 12 canh giờ, ngài sẽ ở trong trạng thái được bảo vệ của người mới. Ta cũng sẽ giải đáp tất cả các vấn đề của ngài. Sau 12 canh giờ, ngài sẽ chính thức trở thành một thành viên của sát lục chi đô. Sát lục chi đô được hình thành như thế nào? Sát lục chi đồ đã hình thành cả ngàn năm. Theo truyền thuyết là do một vị hồn sư cường đại lưu lại lĩnh vực chi địa này sau khi đột phá trăm cấp. Ở nơi này, vũ hồn có thể khai mở, nhưng hồn kỹ lại bị trói buộc, không có cách nào thi triển. Hồn lực cũng không thể dùng, có thể dùng. Hồn lực có thể dùng làm cội nguồn sức mạnh. Về quy tắc thì sao? Quy tắc của nơi này chính là không có quy tắc. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nơi này là thiên đường của tội ác. Thiên đường của tội ác? Đúng vậy. Đồng thời chỉ có thể vào, không thể ra. Ta ra ngoài, ta muốn ra ngoài, ta không muốn tiếp tục chém giết nữa. Để cho ta đi, để cho ta đi. Luôn có những loại người ngu xuẩn thế này. Sát lục chi vương vĩ đại nắm trong tay mọi thứ ở đây. Ngoài ra, còn có đội chấp pháp được sát lục chi vương trao cho có thể sử dụng hồn kỹ đấu la tạo thành. Muốn tự tiện rời đi, đừng hòng. Vậy làm thế nào mới có thể ra ngoài? Chỉ có một cách, đó chính là giành được quán quân địa ngục sát lục trường. Sau khi có được tư cách tiêu chiến địa ngục lộ, xông ra địa ngục lộ, phàm là cường giả xông ra địa ngục lộ đều sẽ được trao cho danh hiệu sát thần. Sát thần. Nhưng mà sát lục chi đô ngàn năm qua chỉ mới xuất hiện có 8 vị sát thần. Cái gì? Địa ngục lộ, hoàng tuyển lộ, có đi không có về.
có người mới tới rồi. Xem ra lại sắp có Hoàng Tuyền lộ mới rồi. Cô ta là sứ giả của Sát Lục Chi Vương. Những người này đều bị làm sao vậy? Vị trí của ngài hiện tại chính là ngoại thành Sát Lục Chi Đô, cũng không phải là Sát Lục Chi Đô thật sự. Người nơi này đa số đều là những kẻ bại. Phim được phát minh độc quyền bởi TV2.org. Hoàng Tuyền lộ, tôi đã nhận được bảo hộ của Sát Lục Chi Vương. Đáng xài hơi tàn. Chỉ có nội thành mới thật sự là nơi không có quy pháp. Dẫn ta đi địa ngục Sát Lục trưởng. Ngài xác định? Là xác định. Phải đi theo ta. Hồ Liệt Na, cô ta giống như biến thành một người khác. Vẻ quyến rũ trước đó không còn nữa, ngược lại sát khí lẫm liệt. Sát khí mạnh thật. Thế mà lại cứu mình. Đa tạ. Đây là người mới tới. Đúng rồi, ta đã thay đổi dung mạo. Cô ta không nhận ra ta. Nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như là người bị lưu lạc. Nơi này nguy cơ chập trùng, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Xem ra tuy ngài là người mới, nhưng căn bản cũng không cần ta bảo vệ. Nhưng mà ngài tốt nhất nên bớt gần gũi nữ nhân này. Vì sao vậy? Thực lực của ta đáng sợ. Cô ta đến Sát Lục Chi Đô tuy mới chỉ có một năm, nhưng đã thắng 16 trận địa ngục Sát Lục trường. Thành tích được xếp vào trăm người. Thắng liền 16 trận thì có thể xếp vào hạng trăm người. Ngài cho rằng chiến đấu ở trong địa ngục Sát Lục trường giống như đại đấu hồn trường bên ngoài sao? Có thể duy trì chiến tích 16 trận thắng đã là tương đối khủng khiếp rồi. Đã thụ giáo. Đi thôi, phía trước chính là địa ngục Sát Lục trường rồi. Trung tâm của Sát Lục Chi Đô.